Chào các bác, clip của buổi tối ngày hôm nay, bên em Đạt Trần xin lên sóng một cặp loa vừa mới cập bến tại shop Đạt Trần Audio Hà Nội. Cặp loa xe Queen Vega RE30, một trong những cái dòng loa khủng long đến từ xe Queen Vega của Mỹ. Cặp xe Queen Vega RE30 với cái kích thước thùng rất là khủng long, và hai cái thùng loa thì to như hai cái tủ lạnh luôn. Kích thước của nó chiều cao 83cm, chiều rộng 45cm và chiều sâu là 37cm. Kích thước vô cùng là khủng long. Về cấu hình, cặp loa sử dụng một loa bass 30cm, màng giấy và gân cao su đỏ, gân mút đỏ đặc trưng của các dòng loa xe Queen Vega. Một loa trung rất là lớn và một loa chép bật đom cũng rất là lớn luôn. Toàn thân của loa được làm bằng cái vỏ vân gỗ màu nâu đỏ. Đây, có logo xe Queen Vega RE30. Cặp loa thì còn cái phần e căng cũng khá là mới các bác nhé. E căng rất là mới và có đủ logo của RE. Cặp này thì bên em về còn khá đẹp, nói là đẹp xuất sắc và nguyên zin. Cặp loa xe Queen Vega còn rất là đẹp, rất là mới các bác nhé. Em xin đi vào giới thiệu chi tiết về cấu hình của cặp loa xe Queen Vega RE30. Cấu hình của nó sử dụng một loa chép đom, một loa mid rất là lớn, đường kính mid khoảng 15cm, một loa bass 30cm gân đỏ có logo xe Queen Vega. Đây, bass này là bass củ từ xương đúc rất là gấu, 30cm luôn, rất nặng, thùng loa nặng như gối đá luôn. Cái phần bên loa bên này còn rất là mới. Tuyến loa đẹp xuất sắc các bác nhá. Tuyến loa đẹp xuất sắc, rất là mới luôn. Đẹp không tì vết. Gần đỏ rất đẹp. Đây là cái phần e-cam có logo của RE30. Về cái chất âm, cặp loa xe Queen Vega này là cho cái chất âm mạnh mẽ uy lực, tiếng bass như sấm luôn, tiếng bass như sấm, và nó chơi được cho các cái phòng cũng như các không gian lớn. Tiếng bass cực kỳ là đã, giải trung giải tép tuyệt vời. Các bác có thể là nghe nhạc các tất cả các dòng nhạc, từ nhạc vàng đến nhạc trẻ, bolero hay là thậm chí là hát karaoke nghêu ngao gia đình trên cặp loa này rất tốt luôn, vì là nó rất là khỏe luôn. Phía sau của nó thì có hai lỗ thông hơi cực kỳ là lớn, cọc loa bắp chuối và có cái cầu chì bảo vệ một khi là loa quá tải. Một cặp loa quá đã. Ba cánh rung nhả. Cặp loa còn rất là mới các bác nhé. Đối với cái dòng sạc Queen Vega, đặc biệt là cái đời RE30, một trong những đời rất là hay của sạc Queen Vega, thì các bác có thể là nghe đa thể loại nhạc, cũng như là dễ phối ghép các dòng âm ly. Cặp loa cho chất âm rất hay, các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình trên cặp loa rất là tuyệt vời. Cặp này bên em Đạt Trần về mức giá rất là tốt cho anh em. Vâng. Cặp loa này bên em Đạt Trần về mức giá rất là tốt các bác nhé. Vâng. 16.500.000 đồng cho cặp xe Queen Vega RE30, giá rất tốt cho với thị trường. Và
trên thị trường để các shop bán cặp này thì không dưới 18 triệu, các bác lưu ý cho em là như thế nhé. Bên em có giá rất tốt 16.500.000 đồng. Bác nào yêu mến, mời bác alo trực tiếp cho em đặt trần theo số máy 0983586968. Và sản phẩm này bên em có ship hàng toàn quốc. Đồng thời tất cả các giá em báo sản phẩm là không bao gồm phí ship. Bác nào có nhu cầu mời bác nhanh tay alo cho em đặt trần. Số lượng duy nhất một cặp RE30, số máy 0983586968. 16.500.000 đồng một cặp loa cực kỳ đỉnh. Các bác có thể cảm nhận được nghe âm thanh chuẩn thì các bác phải đeo tai phone, các bác đánh như bom luôn các bác nhé. Bác đánh thật đã. Từ ngày rời loa cho chất âm thật là tuyệt vời phải không các bác? Các bác nào có nhu cầu mua sắm cặp loa mời các bác alo trực tiếp cho em đặt trần. Và em xin kết thúc clip ở đây. Bác nào chưa đăng ký kênh mời các bác nhớ đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như cập nhật các sản phẩm audio mới nhất. Em Đạt xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo.